Chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một trận đấu cực kỳ hiếu. Mình tin rằng là đây là một trong những trận đấu cực kỳ hiếu cho các bạn. Trận đấu mà có một tình huống người chơi sẽ triệu hồi quái trong lượt đối phương, triệu hồi quái bản thân trong lượt đối phương. Các bạn có hình dung được không? Đây là những con bài trong chiến thuật đặc trưng giới của Yoruji. Các bạn thử hình dung nha, trong lượt của đối phương, à trong lượt mình nghĩ là có lẽ đến khi tình huống đó diễn ra thì mình giải thích thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy xem trận đấu, diễn biến của trận đấu nha. Như vậy là Yoruji có vẻ đang thất bại về trận thua của mình. Như vậy là buộc lòng Yoruji phải tiêu con bài tan thành avatar các bạn. Hiện tại thì Yoruji đã ném được 12 con bài xuống mù, 13 con bài, cần 2 con bài nữa. Đây đã đủ 15 con bài. Các bạn hãy lưu ý thực hiện tình huống này nhé. Tên huống hi hữu chuẩn bị diễn ra. Các bạn xem thật kỹ nhé. Vẫn đang trong lượt của Yoruji mà nhân vật Izu đã từ triệu hồi tới các bạn. Từ triệu hoa hai con bài cục kèo kia. Mình nghĩ có lẽ do kỹ năng của con cục kèo kia đã khiến nó được từ triệu hồi. Khi con bài đã chuyển giới ném con bài cục kèo xuống mộ thì con bài cục kèo đã từ triệu hồi tới các bạn. Chúng ta xem lại tình huống đó nhá. Mình sẽ tôi nhắn đến tình huống đó. Đây là một trong những tình huống cực kỳ hiếu. Các bạn lưu ý khi này là vẫn còn đang trong trường hợp trong lượt của Yoruji nhá. Chuẩn bị đến tình huống nói nhé các bạn. Yoruji sẽ sử dụng con bài đại chuyển thế giới. Con bài đại chuyển thế giới thì ném một con bài cục kèo xuống mồ. Và với kỹ năng đặc biệt của con bài cục kèo, khi mình nói xuống mồ nó sẽ tạo ra hai con bài cục kèo trên sân. Đây các bạn lưu ý nhé. Đấy. Như vậy trong lượt Yoruji. Bây giờ Yoruji mình tiếp tục sử dụng chỗ lũng cai được nhé. Trong lực của Yoruji thì Izu đã triệu hồi được hai con cục kèo. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu cực kỳ hiếu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nha.